Vang Vọng xin được giới thiệu đến các bác một chiếc đồng hồ cổ của thương hiệu Odo. Nhắc đến thương hiệu Odo là bác nào cũng muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp âm thanh và muốn sở hữu một chiếc về để có thể là được thưởng thức cái âm thanh chuông nhạc bản quét rất là hay mà thương hiệu Odo tạo nên. Đây là một chiếc đồng hồ Odo 548 các bác ạ. 548 có nghĩa là 8 gông và 8 búa. Sau cái phần thử chuông và tổng quan, em sẽ báo giá để các bác có thể đưa ra cái sự lựa chọn hợp lý để sưu tầm chiếc đồng hồ 54 này về chơi trong không gian nhạc. Đây là một chiếc 548, nó mang một vẻ đẹp rất là cổ kính và một mẫu thiết kế đặc trưng của những năm 1954. Đó là những năm đầu sản xuất ra cái bộ máy 54 này. Thùng sồi các bác nhé, thùng sồi và được đính điểm một bông hoa chạm trổ như một viên kim cương này các bác nhìn này, hình dáng như một viên kim cương đấy ạ. Thùng sồi với những đường nét thiết kế rất là tinh tế đúng không các bác. Một cái phần mặt số trung tâm, một phần kính dưới trắng gương và một quả nắc bên trong đang hoạt động đấy ạ. Thùng sồi rất là chắc chắn và nhìn bền và cổ kính. Đi vào bên trong nào, bên trong chúng ta sẽ có cái gì nào. Đây là bên trong của một chiếc đồng hồ Odo 548 nguyên bản nguyên zin các bác nhé. Từ phần thanh nẹp này nó còn nguyên, nẹp phần kính dưới này và phần chốt kính trên cũng thế các bác ạ. Phần bản nề này, rồi đến những con ốc bắt tường này các bác nhìn này, những con ốc bắt tường cũng còn nhá. Tay cót zin này, hai cái đầu dây để khóa hai bên còn đầy đủ các bác ạ. Lên bên trên một chút, một củ gông 101 đặc trưng của đời 54 đúng không các bác. Hai bên khóa đầu vồ, vừa để khóa chuông vừa để cố định trong việc di chuyển cũng còn đầy đủ này. Thanh bắt trùng máy cũng thế này. Bộ máy 3 vách trơn các bác nhá. Quay xuống một chút, chúng ta sẽ có một cái phần mặt số với từng số còn rất là rõ nét đúng không các bác. Từng số rất rõ nét này. Thông số made in fancy. Cái bộ kim này các bác hay gọi là bộ kim số 8 đặc trưng của đời 54. Và chiếc này nó còn cái phần khuyên lỗ cót vẫn còn đầy đủ các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Đây là phần quả nắc đang hoạt động đấy ạ. Em xin được thử qua một chút về âm thanh của chiếc 54 này để các bác được thưởng âm. Vừa rồi là âm thanh bản quét trên chiếc đồng hồ Odo 548. Mời các bác cùng em nhìn tổng thể một lần nữa vẻ đẹp của chiếc Odo 548 nguyên bản nguyên zin. Và chiếc Odo 548 này em sẽ giao lưu với các bác 21,5. Bác nào muốn sở hữu chiếc đồng hồ này thì các bác hãy liên hệ để bên đồng hồ Vang Vọng có thể tư vấn kỹ hơn cho các bác. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video.